AAN TV。 Khủng hoảng tuổi 30 đến 40, nút cổ trai nghề nghiệp. Sự lười nhác và sợ hãi sẽ kéo bạn xuống đáy công việc ngay lập tức. Vậy chúng ta hãy định nghĩa thế nào gọi là nút cổ trai nghề nghiệp. Làm việc trong môi trường công sở thì thiết nghĩ ai cũng từng trải qua cái thời kỳ nút cổ trai này. Cụm từ này thường dùng để hình dung là ở cái trạng thái mà trong quá trình làm việc chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là trì trệ, bế tắc. Nó giống như là cái phần nút ở cổ trai. Nếu mà bạn không tìm ra phương hướng thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong trai, không có cách nào thoát ra được. Quen tay hay chán. Những năm trở lại gần đây, chúng ta đang yên đang lành, bỗng đùng một cái gia nhập vào cái nút cổ trai nghề nghiệp, bước vào cái thời kỳ gọi là thời kỳ uể oải, mà không ai khởi nghiệp nổi, không làm nổi việc mình thích, tiền cũng chả biết kiếm ra nữa, ra đường còn chẳng mặt mũi nào mà chào mọi người. Trước đây có một vị đồng nghiệp có thâm niên trong ngành thiết kế, đột nhiên đùng một cái xin nghỉ việc, hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy bảo anh ấy về nhà để viết chuyện tiểu thuyết. Một năm sau thì anh ấy lại quay lại làm việc. Nghe nói là anh ấy tiêu hết tiền mình rồi mà chuyện tiểu thuyết vẫn chưa động tĩnh gì. Nói lại anh ấy bảo anh vẫn cảm thấy hợp với làm thiết kế hơn. Rồi cũng có những người mà một đi thì không trở lại, một nửa là khởi nghiệp. Mỗi lần gặp thì họ nói những công việc làm ăn khác nhau, logic thì mỗi càng ngày càng thuyết phục hơn, và viễn cảnh phía trước thì rất là rộng mở, khiến bạn cảm thấy mình không đầu tư một chút thì không hay. Nhưng thực tế mọi người đều hiểu rằng là họ sở dĩ không quay lại vì cái vốn liếng tích lũy từ ngày xưa vẫn chưa dùng được hết. Ngày xưa thì quen tay thì hay việc, nhưng ngày nay thì quen tay thì hay chán. Dường như là chỉ cần làm một cái việc gì đó quá lâu rồi bạn cũng sẽ trải qua cái giai đoạn uể oải. Thực ra điều này cũng không khó giải thích, khi công việc đã giai đoạn gọi là thuận buồm xuôi gió ấy, thì nó đồng nghĩa với cái việc tiến bộ mà bạn có được trong tương lai ngày càng ít. Cái này ở trong gọi là trong kinh tế học thì người ta gọi là giảm thiểu lợi ích cận biên. Giảm thiểu lợi ích cận biên ấy thì nó như thế nào nhỉ? Khi mà bạn giống như lúc bạn khát, bạn uống bia thì chắc chắn cốc thứ nhất ấy là ngon nhất, còn cái cốc thứ hai và cốc thứ ba sẽ xuất hiện giảm thiểu lợi ích cận biên, nó cảm thấy bớt ngon đi. Chúng ta định nghĩa như này, gọi A là cái nhân tố, là nhận thức chuyên môn, nhận thức xã hội, phương thức tư duy và quan hệ xã hội v.v. Còn gọi B là nhân tố chăm chỉ, nhân tố thời gian. Những năm đầu tiên mới đi làm khiến cho chúng ta có suy nghĩ tích cực về những thứ mình làm, tràn đầy tự tin. Đánh giá về mặt tổng thể thì chúng ta còn khá non và chưa chín chắn, hiệu suất không cao bằng những công nhân viên lâu năm trong công ty. Tuy nhiên, với những nhân viên lâu năm trong công ty, đến một giai đoạn làm việc nhất định sẽ tự nhiên sinh ra mệt mỏi, lười nhác với công việc của mình. Một nguyên nhân sinh ra mệt mỏi là đầu tư quá nhiều cho việc tăng ca mà không đầu tư cho các nhân tố A là nhân tố quan hệ xã hội, vân vân và vân vân, phương thức tư duy chẳng hạn. Đương nhiên, vẫn còn một cách khác để trải qua thời kỳ mệt mỏi, đó là tại sao không thoát hẳn ra khỏi nó. Tự do tiền bạc là cách tốt nhất. Giả sử có một người đang kinh doanh cà phê rất tốt, lợi doanh thu cũng đang cao, nhưng lúc đó anh ta lại lựa chọn là mở thêm một cái cửa hàng là studio ảnh. Lúc này là năng lực sản xuất sẽ giảm, nhưng đây là một thử thách giúp bạn có thể có cảm giác tiến bộ không ngừng. Và đây là phương pháp để ứng phó với thời kỳ mệt mỏi lười biếng của mình. Khởi nghiệp thực chất là một cách cũng hay nhưng mà độ khó hơi lớn. Khởi nghiệp thì không dễ dàng, nó đòi hỏi bạn phải là người có năng lực, tầm nhìn, kỹ năng. Một khi thất bại, bạn có thể nhiều lần dẫn đến khó khăn về kinh tế, ngậm ngùi quay lại làm nhân viên. Nhưng lúc này bạn mới phát hiện là vấn đề là bạn có muốn trở lại làm nhân viên hay không, mà là đã qua tuổi 40, liệu người ta có chịu nhận bạn vào làm việc nữa hay không. Nhưng khởi nghiệp là khởi nghiệp thôi, nó là hoạt động kinh tế, là bài toán tỷ lệ đầu vào đầu ra. Chỉ cần kiếm được tiền thì những việc bạn thích hay không thích đều phải làm. Còn cái giải quyết thời kỳ gọi là cổ trai nghề nghiệp là phải giải quyết thời kỳ cổ trai nghề nghiệp. Điều quan trọng là phải nâng cao nhân tố A, chuyên môn xã hội quan hệ, để tìm lại hứng thú trong quá trình làm việc mới là quan trọng.
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi làm để nuôi thân, dùng thời gian và tiền bạc cho những sở thích riêng của mình. Nhưng rồi, đến một cái độ tuổi nào đó, chúng ta phải nuôi gia đình, chúng ta phải nuôi cha mẹ. Áp lực công việc sẽ khiến cuộc sống ngày càng mệt mỏi và bức bách, dễ và rơi vào cái thời kỳ của trai nghề nghiệp. Nhưng lựa chọn cách ứng phó ra sao không phải anh A, cô B hay nói được, mà đó là sự lựa chọn nằm trong tay bạn. Cuộc sống ấy đem đến cho những người, cho bạn nhiều điều bất ngờ. Lựa chọn hôm nay có thể là mang lại cho bạn một tương lai hoàn toàn khác, nó sẽ tốt hơn hoặc là như thế nào là mình phải lựa chọn. Bứt phá vươn lên hay giam mình trong chai, điều đó phụ thuộc tất cả vào chính bản thân của bạn. CNTV luôn luôn đồng hành và tiếp năng lượng cho bạn. Chúc các bạn thành công.